Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Windy. Thì Windy hôm nay có một thông báo vô cùng quan trọng cho tất cả các bạn ở đây là ngày 18 tháng 7 sắp tới, Windy sẽ chính thức livestream trên Nemo TV. Và tất cả những gì liên quan về livestream game, Windy sẽ livestream duy nhất và độc quyền tại Nemo TV. Sẽ không còn livestream ở YouTube nữa. Thật ra những bạn nào vẫn muốn xem những tình huống hài hước khi mà Windy chơi PUBG và thể hiện độ cay cú của Brolayer thì anh em hãy qua bên Nemo TV để xem ở đường link bên dưới. Đây là kênh chính thức của Windy tại Nemo TV. Windy sẽ để theo đường link, các bạn có thể nhập theo đường link trên màn hình hoặc là sẽ ở dưới phần mô tả và phần comment để các bạn vào kênh của Windy và theo dõi ở đó. Những bạn nào ở YouTube thì hãy nhớ là theo dõi ở Nemo TV, bởi vì Windy sẽ không còn livestream ở YouTube nữa. Và mình nói lại một lần nữa về lịch stream cho các bạn nhớ, đó chính là Windy sẽ livestream vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày tại Nemo TV cho đến 2 giờ chiều, và mình live một buổi tối nữa, đó chính là 10 giờ tối đến 12 giờ tối mỗi ngày, và thứ hai sẽ là ngày off. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ Windy tại Nemo TV. Một lần nữa, chúng ta hãy cùng cay cú tại Nemo TV. Ngoài ra các bạn còn có thể xem Windy bằng app trên điện thoại, đó chính là các bạn lên điện thoại và tải app Nemo về để xem. Các bạn chỉ cần search Windy là sẽ ra.